Và xin chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà về cái khai thác cái nốt quay in nhé. Thì mình có để đường link ở phần mô tả trong video nhé. Ví dụ như là trong video cái phần mô tả thì mình nhấn nó vào nhé các bạn nhé. Nhấn vào đây thì nó sẽ ra một cái phương tiện là đây, nhấn nó vào thì nó sẽ ra, bạn nhấn vào thêm, bạn nhấn vào chom cửa chom nhé. Đấy, thì nó sẽ ra cái đấy, thì tiếp tục bạn nhấn vào cái chỗ thêm này này, hai chấm này, thì đấy nó sẽ ra cái chỗ Telegram nhé các bạn. Được rồi, nhấn lại cái đấy, sẽ ra cái chỗ Telegram này. À, các bạn nhấn vào Telegram nhé các bạn nhé. Đấy, nhấn vào Telegram thì đấy nó sẽ ra rồi, các bạn nhận start 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 cứ thế thì nó sẽ ra cho mình nhấn cho start. Thì đây thì bạn nhấn vào gọi là ở let go rồi thế bạn bạn nhấn vào tiếp tục get low thì nó sẽ ra một cái phương diện như thế này, bạn khai thác thôi. Đây nothing đấy, thì cái này là mình đã khai thác rồi và cái link của mình cũng đã đăng ký rồi, cho nên rất là nhiều thế này đấy. Thì các bạn nhấn vào đây là cái biểu tượng là tăng tốc này, cái tăng tốc đào ấy các bạn. Thì các bạn nhận vào đấy, đợi một chút, các bạn nhận vào đây ba cái biểu tượng này, bạn nhấn vào để theo dõi nhá. Thì các bạn nhấn vào đấy thì bạn nhấn vào cái chỗ này để cho cái tia sét nó lên, bạn nhấn vào cái mã pin để tăng cường lên level cho các bạn nhé. Đây, mình là level 8 này, các bạn nhấn vào đấy thì để tăng cường lên level thì nó có cái điểm cộng đây, và các bạn nhấn liên tục vào cái chỗ đây này, cái chỗ đồng tiền này này này, các bạn nhấn liên tục thì nó sẽ có điểm nó chạy này nhá. Thì đấy những cái đồng này nó sẽ được này, được 71.000 điểm này đây các bạn. Đấy, các bạn nhấn nhiều, và cái click mình cũng chỉ cho các bạn đây, click để làm đỡ phải thì các bạn quay về vào app nha các bạn, vào app thì đây, vào app đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ đề là auto click chứ các bạn, nhấn vào đây nhé. Các bạn nhấn vào auto click thì nó sẽ ra cái phương diện đây, có một cái bàn tay mình cũng đã cài đặt rồi, các bạn nhấn vào cài đặt tự động click. Nhưng mà có bàn tay này này, có những máy nó không ưa thích cái mà các bạn phải tìm cái bàn tay bên trái nhé. Đấy thì nó với các bạn với cài click và các bạn với cài đặt được thì các bạn mở, nhận vào mở thì các bạn tự bật thôi. Các bạn cứ họ bắt là cài đặt thì các bạn cứ mục tiêu của các bạn click thì các bạn click vào cài đặt thì mình bật đây, nhấn vào bật hay là bật một chế độ đây, thì các bạn nhấn vào nó như thế là được rồi. Thì các bạn nhấn vào cái ô cửa sổ thế đây, như đây các bạn nhấn vào thì xong đến ta kéo lại cái chỗ bên nãy đấy, xong đó thì các bạn cho cái con chuột thì chúng đây. Đây này, các bạn nhấn vào cái chỗ đây là được đấy. Đây, nó cứ đây nó click thôi, 4.000 nó sẽ click hết cho các bạn. Đấy là được thôi. Đấy các bạn tạm dừng, bạn click lại, bạn tạm dừng, bạn nhận cái chỗ vuông vuông các bạn. Đây đây, đây, đây. Vuông vuông đấy. Đấy thì nó chạy tiếp, mà nhấn đấy thì nó tạm dừng lại thì bạn chạy tay cũng được mà đấy. Bạn nhấn đấy, thế là click đường hai nhé các bạn. Cài đặt nó dễ đơn giản thôi, có những cái cài đặt nó vẫn chưa được thì các bạn nhấn vào cái đây này, có cái hình mình đây này, nó là cái auto click của nó không 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 được nha các bạn nhé. Đây có cái trang này đây, thiết bị của bạn không thích hợp với đời này thì cái điện thoại là điện thoại cùi bắp nhé, không được nha các bạn nhé. Đấy thì nó cái điện thoại cùi bắp các bạn thì
Đấy, các bạn lại nhấn lại cho nó cái link auto và như thế cài đặt và khai thác nó rất chi là dễ dàng và nhanh nhé các bạn nhé. Vâng, xin chào các bạn nhé, hẹn lại video sau. Các bạn ủng hộ mình nhấn vào đường link dưới nha, ủng hộ mình. Xin chào các bạn.